không có áp lực thì không có kim cương. Một, không có áp lực thì không có kim cương. Hai, nếu muốn tìm kiếm đam mê, việc đầu tiên phải làm là thức dậy. Ba, một cái đầu chứa đầy nỗi sợ hãi sẽ không có chỗ cho những khát khao. 4. Bạn không bao giờ biết được bạn mạnh mẽ như thế nào cho tới khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của bạn. 5. Đừng lo lắng khi thấy ai đó giỏi hơn mình. Chỉ cần tập trung vào việc phá kỷ lục của chính mình mỗi ngày, tiếp tục đẩy bản thân mình về phía trước. 6. Thật sự không cần quay đầu xem người nguyền rủa bạn là ai. Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát bạn phải chạy lại cắn con chó đó một phát? 7. Một con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây bị gãy bởi niềm tin nằm ở đôi cánh chứ không phải ở cành cây. 8. Không ai có quyền phán xét bạn vì họ không biết bạn đã trải qua những gì. Họ có thể đã nghe những câu chuyện nhưng họ không bao giờ có cùng cảm giác với bạn. 9. Chẳng có điều gì là hoàn toàn sai, ngay cả cái đồng hồ chết cũng đúng 2 lần một ngày. 10. Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy học cách trở thành người chơi bài giỏi. 11. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. 12. Một ngày nào đó bạn sẽ chẳng thèm nhớ đến cái nỗi đau chết tiệt mà một thời bạn cho rằng nó kéo dài mãi mãi. 13. Tất cả mọi người đều là thiên tài trong lĩnh vực của họ. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ nghĩ mình ngu dốt và đần độn. 14. Nỗi sợ lớn nhất trên đời này chính là nỗi sợ dư luận. Vào cái giây phút mà bạn không còn sợ đám đông, bạn không còn là một con cừu, bạn trở thành sư tử. Một tiếng gầm to trỗi dậy trong trái tim bạn, tiếng gầm của tự do. 15. Ở nơi nào đó trên thế giới, có một người luyện tập còn bạn thì không? Và khi phải đối đầu với họ, họ sẽ hạ gục bạn. 16. Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp, nếu muốn thăng bằng bạn phải tiếp tục di chuyển. 17. Có thể bạn không tìm thấy con đường mình đi, nhưng điều quan trọng là trong trái tim bạn biết rõ nơi mình đến. 18. Người duy nhất không mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm 2 lần. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.